đấy quá dài luôn. Bạn bộ lớp bục phân ba dầu vào vu nước chén nước mắm vào lên nước chén đường nén vào lên hai muỗng hạt nêm vào vu hai muỗng đường tới vào lên nước chén tỏi tâm vào lên nước chén hành tím vào lên đấy bà con ấy xả bơm ra đây để làm một tô luôn. Ai thích ăn nhiều thì bỏ lên nhiều nhé. Mà xả này lên cho này thấm lên một ngày cha mà thơm thơm vị sơ lúc bắt đầu nữa. Nhức hết cả nát luôn bà con ơi. Chà mà ơi. Này kẻ da không mua bẩn nha. Mật ngọt ngon ngon.